rồi đấy, bà mua cho nào. Rau đặc sản phải không? Vâng. Rau đặc sản của Lâm Bình phải không? Ôi, cháu gái này mua rau thích thế. Rau đặc sản ấy, bà mua cho hết nhá. Rồi, con nhà nào mà giỏi thế? Này. Đấy, cái đề cám. Thế này. Bây giờ bàn nhiều tiền lắm. Nào, con cầm nào. Tiền bàn. Đấy. Con đi. Hôm nào lại lấy tiếp, bà lại mua cho nhá. Bà lại mua rau cho tiếp nhá. Ui, nhiều rau quá. Ngon này, rau sạch này. Rau dớn của Lâm Bình đây. Hôm nay bà lên đây gặp may quá. Phải mua bát chăn chú không có mướn á. Ngọ đồi đây mà không có mướn đi ạ. Một tô rồi. Một tô không mướn. Này em mình tích tắc này giàu cứ giàu có để tích tóc. Bà chim nha. Đi rồi đi à. Phải kìa. Không ai chim nó cứ bạn. Mì hai mò thử ăn nữa. Ở đoàn ra rồi.